Qua Úc đua trend cái hội chấm muối hảo hảo xong rồi được mấy chị nhận ra nó vui gì đâu. Chuyện là hồi tháng trước tôi có xin mẹ miếng chanh với miếng muối để đi đua trend ăn cá hồi. Su cà na sao ai on bán hết cá hồi rồi. Vậy lắm có duyên ăn rồi đó bà. Không được, không cách này thì mình phải thử cách khác. Tôi quyết tâm ra sân bay mua cái giấy máy bay đi Úc ăn. Sau mười mấy tiếng đồng hồ tôi cũng đã tới được một cái nhà hàng Nhật rồi. Nói chứ nhà hàng Nhật vậy thôi chứ ở bên này toàn là chủ người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc không hà. Ủa bé ơi, em có phải Dương Phạm không? Chính là em nè chị, trời ơi, được nhận ra vui ghê. Giờ cứ quen quen mà tưởng đâu là bà đang ở Việt Nam. Trời ơi, bản thân em còn không tin được là em đang qua Úc chơi nữa. Sau một hồi nói chuyện thì cái thuyền cá hồ của tôi nó cũng ra rồi. Dạ đây giới thiệu cho mọi người, cái hũ muối này không phải là tôi mang từ Việt Nam qua đâu nha, mà bạn tôi nó có đó. Ghê thiệt chứ, lần này chứng tỏ là trời độ tôi. Ủa Dư, mày có chắc là cái này ăn ngon không vậy? Trời đất ơi, tao đâu có biết nó ngon dở cho nên tao mới tò mò quá, tao phải ăn nè. Thời khắc quyết định đã tới. Thình thịch, thình thịch. Ê nó lạ lạ nha mày. Alo bạn mình ơi, ông ăn thử coi nó ngon không, nói tôi nghe chứ. Không có vô miêu. Ừ, chứ nó hơi kỳ á. Tôi ăn không có quen cho nên là thôi, nước tương với tôi vẫn là chân ái nhất nha.